ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp của mình. Còn thanh xuân của bạn như thế nào? Giới thiệu cho các em, đây là bạn Trâm Anh. Bạn vừa đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát học đường. Thì cạnh tranh công bằng. Ok, tao sẽ cạnh tranh công bằng. Anh biết bài nào buồn không? Để anh đàn cho em. Trâm Anh, em làm bạn gái nha. Những người giàu như anh không có hiểu được đâu. Em có sao không? Anh đưa em về nha. Con gái mà ăn nói khóc không giải quyết được vấn đề gì hết. Em đừng lãng phí nước mắt. Ước mơ, bạn bè, tình yêu tuổi học trò. Liệu những thứ đó với tôi có phải là 17 màu hồng không?